Mến chào quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tin Nóng Việt của chúng tôi. Đến với kênh tin của chúng tôi ngày hôm nay, xin được mời quý vị sẽ cùng theo dõi thông tin thú vị của Sở Việt Việt. Và sau đây là nội dung của bản tin. 1,5 tuổi, con Lâm Khánh Chi cao lớn, càng ngày càng điển trai y chang bố. Mặc dù không còn bụ bẫm như ngày nhỏ, nhưng bé Kim Long lại phát triển về chiều cao rất tốt. Đã khá lâu nay, người đẹp Lâm Khánh Chi ít chia sẻ hình ảnh và những thông tin về con trai Kim Long, có lẽ là để bảo vệ sự riêng tư cho cuộc sống của bé. Mới đây, cô hé lộ một bức ảnh chụp mới nhất hình Kim Long được 1,5 tuổi. Cậu bé gây nhiều ngạc nhiên. Nếu lúc nhỏ Kim Long bụ bẫm đáng yêu, thì hiện tại bé lại phát triển về chiều cao hơn với đôi chân dài, lưng dài và thân hình có phần thon gọn. Bên cạnh đó, con trai Lâm Khánh Chi được khen ngợi càng lớn lại có nhiều nét giống bố Phi Hùng, điển trai và dễ thương. Trước đó, bé Kim Long chào đời vào tháng 10 năm 2018 bằng phương pháp mang thai hộ từ tinh trùng của nữ ca sĩ được lưu trữ trước khi chuyển giới và trứng của chị dâu. Toàn bộ chi phí cho việc đón bé Kim Long của vợ chồng Lâm Khánh Chi mất khoảng 1 tỷ đồng và quá trình đó được thực hiện bên Thái Lan khi bé được hơn 2 tháng mới đưa về Việt Nam. Với Lâm Khánh Chi, cô sẽ không bao giờ quên được cảm xúc khi lần đầu tiên đón bé về nhà. Tôi nhận con về khi bé hơn 2 tháng. Cảm xúc lần đầu tiên ấy khiến tôi không bao giờ quên. Tôi cứ nhìn bé hoài, hạnh phúc lắm. Có những lúc con cua tay hay con ngủ, tôi nhìn lén con thấy dễ thương vô cùng. Có con rồi, tôi cảm thấy thương mẹ mình nhiều hơn. Về việc nuôi con, Lâm Khánh Chi cũng thừa nhận cô bận rộn hơn rất nhiều kể từ ngày có Kim Long. Tuy nhiên luôn may mắn vì được chồng hỗ trợ hết sức. Có con là Khánh Chi không còn thời gian làm gì hết. Chăm con thôi cũng hết một ngày. Đi làm móng cũng phải ngồi giữ con vừa tranh thủ làm. Con thương mẹ thì hay ăn chóng lớn nha Bi, vất vả mấy mẹ cũng chịu được hết. Mẹ rất là thương con và yêu con nhiều, nhìn con cười, bao nhiêu mệt mỏi, vất vả tan biến. Khi được hỏi về nguồn gốc của con, Lâm Khánh Chi khẳng định khi con đủ tuổi trưởng thành, nếu bé thắc mắc thì cô sẽ nói hết cho con biết về xuất thân của mình. Nếu con hỏi, tôi sẽ trả lời rằng mẹ sinh ra không trọn vẹn nên mẹ chuyển giới thành phụ nữ. Mẹ khát khao có một người con nên mẹ sinh con ra. Với thiên hạ tôi còn giữ kẽ để bảo vệ con, nhưng với con thì không việc gì phải giấu. Lâm Khánh Chi định không đưa con trai đi học, không tới lớp học phụ huynh vì thân phận đặc biệt. Quý vị và các bạn thân mến, lên sóng chuyện cuối tuần này, Lâm Khánh Chi bộc lộ niềm khát khao có con của người chuyển giới, đồng thời nói về tương lai sẽ phải đối mặt với con, về nguồn gốc sinh thành. Mở đầu chương trình, Lâm Khánh Chi cho biết con trai ruột của cô hiện đã được hơn 5 tháng tuổi. Đây là kết quả của rất nhiều lần nỗ lực nhờ người mang thai hộ. Với Lâm Khánh Chi, cô sẽ không bao giờ quên cảm xúc khi lần đầu tiên đón bé về nhà. Tôi nhận con về khi bé hơn 2 tháng. Cảm xúc lần đầu tiên ấy khiến tôi không bao giờ quên. Tôi cứ nhìn bé hoài, hạnh phúc lắm. Có những lúc con cua tay hay con ngủ, tôi nhìn lén con thấy dễ thương vô cùng. Có con rồi, tôi cảm thấy thương mẹ mình nhiều hơn. Chia sẻ về việc gia đình hai bên đón nhận em bé ra sao, Lâm Khánh Chi tâm sự nội ngoại đều vui vẻ và hạnh phúc, đặc biệt là cha mẹ ruột của nữ ca sĩ. Trước đây, khi cô xin chuyển giới thì bố mẹ không đồng ý, nhưng khi cô chính thức thành phụ nữ, bố mẹ lại thương con hơn những anh em khác trong nhà. Bố mẹ từng bảo tôi, nếu không thể có con thì xin con nuôi, không quan trọng phải là con ruột, chỉ cần con ở với mình từ nhỏ đến lớn sẽ thương mình. Nay nó có con thật sự, ông bà vui lắm. Còn bố mẹ chồng, thứ hai ngày là ông bà nội của bé lại gọi điện sang bảo nếu bận quá thì gửi con sang đây bố mẹ nuôi giúp, người đẹp chuyển giới kể. Nhớ lại quãng thời gian chuẩn bị nhờ người mang thai hộ, Lâm Khánh Chi tiết lộ mất khoảng 800 triệu đồng tiền chi phí nhờ người thụ tinh nhân tạo ở Thái Lan. Nếu tính cả tiền đi lại, chi phí chăm nom thì tổng cộng để có được em bé, gia đình nữ ca sĩ phải mất 1 tỷ đồng. Về nguồn gốc của con, Lâm Khánh Chi khẳng định khi con đủ tuổi trưởng thành, nếu bé thắc mắc thì cô sẽ nói hết cho con nghe về xuất thân của mình. Nếu con hỏi, tôi sẽ trả lời rằng mẹ sinh ra không trọn vẹn nên mẹ chuyển giới thành phụ nữ, mẹ khát khao có một người con nên mẹ sinh con ra. Với thiên hạ, tôi còn giữ kẽ để bảo vệ con, nhưng với con thì không việc gì phải giấu, người đẹp tâm sự. Là người chuyển giới nhưng Lâm Khánh Chi không lo lắng việc chăm con vì cô được bố mẹ và anh chị em trong nhà giúp đỡ. Khi nhờ người thụ tinh thành công, tôi lên mạng tìm hiểu các cách chăm con, rồi tham khảo bạn bè. Đi đâu tôi cũng mua đồ cho bé khiến ông xã phải la lên là trẻ con thay đổi từng ngày, không nên mua nhiều đồ quá. Cũng may tôi có em gái, em dâu rồi cha mẹ hai bên chăm sóc.
nên tưởng cực nhưng lại không cực. Chỉ có điều con trai tôi hơi khó tính và kén ăn, xong được cái bé đẹp trai làm nha, lớn lên là hot boy đấy, nữ ca sĩ hài hước. Xong điều khó khăn nhất với Lâm Khánh Chi chính là việc nuôi dạy bé. Có con tôi vui lắm, nhưng rồi lại nghĩ thân phận mình, tôi buồn vô cùng. Những người phụ nữ khác có con, sinh con là bình thường, nhưng mình là người nổi tiếng, lại là người chuyển giới, mọi thứ sẽ phức tạp. Nhiều khi tôi nghĩ khi con lớn lên sẽ không cho mọi người biết đó là con mình, sẽ không khoe mình, không đưa bé đi học, không đi học phụ huynh cho con. Tuy nhiên thế cũng không ổn. Con biết mình giấu bé sẽ buồn, nghĩ tại sao lại phải giấu. Nhưng nếu công khai thì con sẽ bị nói này nói nọ, tổn thương nên không biết làm sao để cư xử cho phải. Thôi thì cứ hạnh phúc được ngày nào hay ngày đó. Khi được hỏi có nghĩ đến chuyện đưa bé sang nước ngoài định cư không, để không ai biết mình là ai không, Lâm Khánh Chi tâm sự cũng từng nghĩ đến, tuy nhiên điều đó cũng khó thực hiện vì hiện tại tuy cô và chồng đã làm đám cưới nhưng cả hai vẫn chưa có hôn thú. Tôi tuy chuyển giới thành phụ nữ nhưng trong giấy khai sinh vẫn là nam, chính vì vậy nên tôi không thể đăng ký kết hôn với chồng được, mà không có giấy đăng ký kết hôn thì hôn nhân không được công nhận, không được pháp luật thừa nhận là vợ chồng, đi đâu với nhau cũng khó. Tôi từng bị từ chối visa đi Dubai, Hồng Kông bởi người ta thấy mặt mình là nữ, nhưng trong giấy khai sinh hộ chiếu lại là nam. Họ Lâm bùi ngùi. Lâm Khánh Chi cũng rơi nước mắt tâm sự thêm, phụ nữ nào cũng có khát khao có con, đặc biệt với người chuyển giới thì khát khao đó lại càng mãnh liệt, vì họ không được là người bình thường nên lại càng khát khao cuộc sống như những người phụ nữ khác. Tôi biết mình sinh ra đặc biệt, không được ông trời ưu ái, nên nhiều thứ có ảnh hưởng đến cuộc đời mình cũng không biết chia sẻ với ai, chỉ biết im lặng. Có con rồi, muốn có thêm đứa thứ hai, nhưng nghĩ nhiều thủ tục quá nên lại thôi. Con người sinh ra, ai cũng mong hạnh phúc, bình đẳng. Nhưng người thuộc giới thứ ba, họ không có được quyền đó. Vì thế, mong mọi người hãy có cái nhìn thiện cảm và thông cảm, thấu hiểu để những người chuyển giới có động lực vươn lên trong cuộc sống này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất để chúng tôi cập nhật mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.